Second Concept nói được phần nhiều. Xin chào các bạn, rất vui khi các bạn đã dành thời gian để theo dõi video này. Như là trong bài học trước mình đã giới thiệu với các bạn thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề ngữ pháp, đó là liên quan tới những đại từ phản thân. Trong bài học trước thì chúng ta đã làm quen với những đại từ phản thân và biết được rằng khi nào thì chúng ta cần dùng đại từ phản thân ở trong câu. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta đi sâu hơn một chút nữa về cái chủ đề này thì các bạn có thể nhận thấy rằng có những cái động từ mà có thể đi với đại từ phản thân mà cũng vừa có thể không cần đại từ phản thân, và ngược lại cũng sẽ có những cái động từ bắt buộc phải có đại từ phản thân. Và chính bởi lý do này mà ngày hôm nay trong video này mình muốn đề cập tới một cái chủ đề, đó là những động từ phản thân. Đối với những động từ phản thân thì trước hết chúng ta chia nó ra thành những động từ phản thân thực sự là echter reflexive verb. Đó là những động từ phản thân bắt buộc phải đi kèm với cả một cái đại từ phản thân ở trong câu. Nếu như không có thì câu đó sẽ trở thành một câu sai về ngữ pháp. Và ngược lại thì chúng ta cũng có những cái đại động từ phản thân không thực sự, unechter reflexive verb, là những cái động từ mà có thể có đại từ phản thân ở trong câu mà ở một số trường hợp khác thì lại không cần có đại từ phản thân. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi sâu một chút vào những cái ví dụ để các bạn có thể dễ dàng hình dung hơn nhé. Một câu ví dụ quen thuộc của chúng ta: Ich wasche mich. Ich wasche mich. Đó là tôi tắm. Cái hành động tắm ở đây đó là cho bản thân tôi. Thì nó trong cái câu này chúng ta cần phải dùng đại từ phản thân là mich. Ở một cái trường hợp khác cùng với cả động từ waschen này, mình có thể nói là ich wasche mein Auto. Ich wasche mein Auto thì ở đây có nghĩa là tôi rửa xe ô tô của mình. Thì bạn thấy ở đây là cùng một động từ waschen, nhưng mà ở đây mình có thể thay thế đại từ phản thân bằng một cái bổ ngữ accusative. Chính vì điều này nên là động từ waschen là một cái động từ phản thân không thực sự. Những động từ phổ biến ở trong nhóm này có thể kể tới như là anziehen. Anziehen có nghĩa là mặc đồ. Duschen. Duschen tắm. Kämmen. Kämmen nghĩa là chải tóc. Schminken. Schminken trang điểm. Verletzen. Verletzen nghĩa là bị thương. Fragen. Fragen hỏi. Waschen. Waschen tắm hay là rửa. Bewegen. Bewegen hoạt động, chuyển động. Đại từ phản thân đi cùng với cả những cái động từ mà mình vừa mới kể trên đều có nghĩa là tự. Ví dụ như là ich schminke mich. Ich schminke mich gọi là tôi tự trang điểm. Tuy nhiên bởi vì nó là một cái động từ, schminken là một cái động từ phản thân không thực sự, thế nên là mình cũng có thể thay thế được cái đại từ phản thân ở đây bằng một cái bùng accusative khác, ví dụ là ich schminke meine Freundin. Ich schminke meine Freundin tức là tôi trang điểm cho một người bạn tôi. Tuy nhiên bên cạnh đó chúng ta cũng có những cái động từ phản thân thực sự, tức là nó đòi hỏi bắt buộc phải có một cái đại từ phản thân đi kèm. Ví dụ như ở trong câu Ich freue mich auf dein Besuch. Ich freue mich auf dein Besuch. Các bạn có thể thấy freuen có nghĩa là vui mừng về cái gì đó. Các bạn có thể nhận thấy là đại từ phản thân mich ở đây không thể dịch là tự được, mà nó thực ra là nó không có nghĩa, mà chỉ có một cái chức năng là chức năng ngữ pháp. Nó là một cái thành phần cố định đi kèm với cả cái động từ, đó là sich freuen. Các bạn không thể bỏ nó đi được. Nếu như bỏ nó đi thì nó sẽ sai về mặt ngữ pháp. Các bạn cũng có thể dễ dàng tra được cái điều này ở trong từ điển. Ví dụ như chúng ta sử dụng cái động từ ở trên, chúng ta có các bạn tra động từ freuen thì các bạn sẽ thấy cái cấu trúc ở đó sẽ là sich über etwas freuen oder sich auf etwas freuen.
thì có nghĩa là động từ freuen ở đây là một cái động từ phản thân thực sự, và nó bắt buộc phải đi kèm với cả một cái đại từ phản thân. Trong tiếng Đức thì chỉ có một vài những cái động từ nhất định là những cái động từ phản thân thực sự, và các bạn hoàn toàn có thể học thuộc được chúng. Mình sẽ có một cái đường link tổng hợp những cái động từ phản thân đó để cho các bạn dễ dàng học. Để có thể nhớ được tất cả những cái động từ này thì cách tốt nhất các bạn nên làm đó là tự đặt ví dụ với từng động từ và áp dụng nó vào làm bài tập. Thì có như vậy các bạn sẽ nhớ được lâu hơn. Còn việc mà học thuộc lòng thì mình nghĩ rằng nó rất là nhanh quên. Và khi mà các bạn nói thì các bạn cũng gặp khó khăn để mà có thể ứng dụng được những cái cấu trúc đó. Ngoài ra bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những cái động từ đặc biệt nữa, đó là khi ship có cái việc là những cái động từ chỉ sự quan hệ qua lại lẫn nhau. Ví dụ như là ich kenne ihn, er kennt mich, wir kennen uns. Tôi quen anh ấy quen tôi. Điều đó có nghĩa là chúng tôi quen lẫn nhau. Đại từ phản thân ở đây có thể hiểu là lẫn nhau. Và những cái động từ như thế này thì luôn luôn đứng ở dạng số nhiều, bởi vì nó biểu thị mối quan hệ qua lại giữa hai người hoặc là nhiều hơn như thế. Có những cái động từ đặc trưng thuộc về nhóm này, đó là kennen, có nghĩa là quen biết, hay là kennenlernen là làm quen, hay là lieben là yêu, hay là küssen là hôn. Hy vọng rằng qua video này các bạn đã có thể hiểu hơn về những cái động từ phản thân. Thực sự thì nó không quá khó. Điều quan trọng ở đây đó là đối với những bạn mới bắt đầu học về cái chủ đề này thì các bạn hãy cố gắng để có thể nhớ được những cái động từ phản thân thực sự bằng cách là đặt ví dụ rồi áp dụng và làm bài tập. Nếu như các bạn có bất cứ một cái chủ đề nào mà các bạn quan tâm về từ vựng, về ngữ pháp, những chia sẻ trong cuộc sống vân vân, thì các bạn có thể cho mình biết ở dưới phần comment hay là qua Facebook. Hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình. Viel Spaß beim Üben. Tschüss, bis bald.